Gia đình mình vui bất thình lình, Phương nguy kịch khi hiến máu cứu công. Ca phẫu thuật đã thành công, công tỉnh dậy mơ màng, bố Toại, Thành, Danh, Hà rồi Trâm Anh đã đứng xung quanh mặt đầy hớn hở vui vẻ, nở nụ cười khiến cho trái tim công đầy ấm áp. Công đảo mắt nhìn xung quanh rồi ánh mắt khẽ đượm buồn thất vọng. Vậy mẹ và Phương đâu? Mẹ đang chăm chỉ Phương ở phòng hồi sức, Trâm Anh lên tiếng. Phương bị sao thế? Công toan ngồi dậy. À không sao, lúc nãy anh phẫu thuật bị thiếu máu gấp nên chị Phương đã hiến máu cho anh, giờ chỉ bị choáng một chút thôi, không sao đâu. Công đau xót nằm xuống, mình đã được sống bởi giọt máu cô ấy, dòng máu đang chảy trong người cũng là của Phương. Công lật đật chạy sang phòng của Phương, đẩy cánh cửa bước vào. Trên giường là Phương đang nằm im bất động. Công tiến lại gần, ngồi bên cạnh Phương, nhìn gương mặt đang xanh xao, trong lòng anh đau thắt. Cầm bàn tay Phương lên, Công áp vào má, rồi từng giọt nước mắt lăn dài. Thì ra, Công đã trải qua một ca phẫu thuật dài và phức tạp. Ban đầu, mọi việc tưởng chừng như thuận lợi, nhưng rồi biến cố lại xảy ra, để rồi thời gian mổ phải kéo dài, lượng máu cũng mất đi khá nhiều. Cả nhà ở ngoài chờ đợi, trong hồi hộp, hoang mang và lo sợ, rồi cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra tức tốc. Tình hình rất nguy cấp, do bệnh nhân phải kéo dài hơn nhiều so với dự kiến mổ. Máu của bệnh nhân lại thuộc máu hiếm nên lượng máu dự trữ của bệnh viện đã hết. Chúng tôi cần máu gấp, người nhà ai có thể cho máu được ngay không? Thành, Danh rồi bố Toại, mẹ Cúc xông ra đăng ký, nhưng Phương đã chạy lại ngay. Bác sĩ, tôi là vợ anh ấy, tôi cùng nhóm máu có thể lấy ngay luôn được. Làm sao, cô biết cùng nhóm máu? Dạ, tôi và anh ấy đã đi làm xét nghiệm sàng lọc cùng nhau mấy lần trước khi sinh con rồi, nên tôi biết, bác sĩ cứ lấy ngay luôn ạ. Không, chị là phụ nữ, lại vừa sảy xong, để chúng em làm xét nghiệm. Anh em một nhà, kiểu gì cũng cùng một nhóm máu. Tình hình nguy cấp lắm rồi, giờ hai chú mà làm xét nghiệm thì phải chờ đợi, lại chưa chắc đã có thể hiến ngay được. Giờ gấp rồi, để chị đi luôn, không lỡ việc. Tính mạng anh Công là trên hết, lấy một ít máu, chị sẽ không chết được đâu. Hai chú đi xét nghiệm đi, phòng khi còn thiếu nữa, chị sẽ đi lấy trước. Ta đi thôi bác sĩ. Vậy là Phương đã bước ngay vào phòng lấy máu, để rồi trải qua một đợt sẩy lần ba, thời gian qua bị dày vò về tinh thần khiến cho Phương kiệt quệ, để rồi choáng váng gục ngã và phải đưa vào phòng hồi sức. Nghe từng hơi thở yếu ớt của Phương, Công càng đau đớn. Anh đã chờ đợi tỉnh lại để được gặp Phương, để được ôm cô vào lòng, nhưng không ngờ rằng giờ đây cô ấy vì cứu sống mình đã sẵn sàng xả thân.